Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Mỗi Ngày Một Câu Chuyện. Hôm nay thì mình sẽ tóm tắt một văn bản được mang tên Hạnh Phúc Của Một Tang Gia. Thì mình sẽ tóm tắt văn bản này và giới thiệu qua về tác giả và tác phẩm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua về tác giả. Thì Hạnh Phúc Của Một Tang Gia này thì được trích trong tập số đỏ của tác giả Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng sinh năm 1912, mất năm 1939. 1912, mất năm 1939. Sinh tại Hà Nội trong một gia đình nghèo. Quê ông ở làng Hảo, Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Vũ Trọng Phụng đi làm thuê kiếm sống, nhưng chẳng được bao lâu thì mất việc. Từ đó ông sống chật vật, bấp bênh bằng nghề viết báo, viết văn chuyên nghiệp khoảng 1937 đến 1938. Vũ Trọng Phụng mắc bệnh lao nhưng không có điều kiện chạy chữa, ông mất tại Hà Nội. Vũ Trọng Phụng bắt đầu có chuyện đăng báo từ năm 1930. Ngoài tên thật, đôi khi nhà văn còn dùng bút danh Thiên Hư, là đây là cây bút có sức sáng tạo dồi dào. Không đầy 10 năm viết văn, ông đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ, tiêu biểu là các phóng sự Cạm Bẫy Người 1933, Kỹ Nghệ Lấy Tây 1934, Cơm Thầy Cơm Cô 1936, các tiểu thuyết Giông Tố, Số Đỏ, Vỡ Đê 1936, Lấy Nhau Vì Tình 1937, Trúng Số Độc Đắc 1938. Sáng tác của Vũ Trọng Phụng phát lên niềm căm phẫn mãnh liệt với cái xã hội đen tối, thối nát đương thời. Có thể nói bằng một tài năng lớn và phong cách nghệ thuật độc đáo, Vũ Trọng Phụng có những đóng góp đáng kể với sự phát triển văn xuôi của Việt Nam hiện tại. Về phần tác phẩm thì tiểu thuyết Số Đỏ được đăng ở Hà Nội báo từ số 40 ngày 7 tháng 10 1936 và in thành sách lần đầu năm 1938. Nhân vật chính của Số Đỏ là tên là Xuân, thường gọi là Xuân Tóc Đỏ. Hắn là một đứa bé mồ côi sống lay lắt ở Hà Nội bằng nghề chèo me, chèo xấu, thổi kèn, quảng cáo thuốc lậu, nhặt bóng ở sân quần vợt. Xuân bị cảnh sát bắt giam nhưng lại được bà Phó Đoan, một me tây dâm đãng, cứu thoát và giới thiệu đến phục vụ ở hiệu may Âu Hóa. Từ đó Xuân bắt đầu tham gia vào việc cải cách xã hội. Nhờ thuộc lòng những bài quảng cáo thuốc lậu, hắn được nhận các danh hiệu sinh viên trường thuốc Dr. Xuân. Hắn gia nhập xã hội thượng lưu, quan hệ với những nhân vật thế lực, được cô Tuyết em Văn Minh, con cụ Cố Hồng rất giàu, say mê. Xuân còn được bà Phó Đoan nhờ dạy dỗ cho cậu Phước, quý tử của bà, và lại được nhà sư Tăng Phú mời làm cố vấn cho báo Gõ Mõ. Càng ngày hắn càng được nhiều người kính trọng sợ hãi, vì vô tình hắn gây ra cái chết của cụ Cố Tổ, bố đẻ của cụ Cố Hồng. Cái chết này được mọi người trong gia đình cụ mong đợi từ lâu, bởi vậy Xuân được ghi ơn. Xuân được Văn Minh dẫn đi đăng ký tranh giải quần vợt nhân dịp vua Xiêm đến Bắc Kỳ. Bằng thủ đoạn xảo trá, hắn đã làm cho hai cầu thủ nổi tiếng bị bắt ngay trước hôm thi đấu. Không có cầu thủ chính, Xuân được dịp thi tài với quán quân Xiêm được trước sự chứng kiến của hai vua, các quan, hàng nghìn công chúng để giữ mối hoàn hảo với nước láng giềng. Hắn được lệnh phải thua. Kết thúc trận đấu, Xuân hồn nhiên diễn thuyết cho đám đông dân chúng hiểu sự hy sinh vì tổ quốc của mình. Hắn thành bậc vĩ nhân, thành anh hùng cứu quốc. Xuân còn được thưởng Bắc Đầu bội tinh, được mời vào hội khai trí tiến đức, được nhận làm con rể cụ Cố Hồng. Cuối chương 14, vô tình Xuân Tóc Đỏ làm cụ Tổ uất lên tưởng chết. Thấy thế hắn sợ hãi bỏ chạy, mọi người lại cứ tưởng Xuân là một thầy thuốc chính hiệu, vì giận nên đã quên mất lương tâm nhà nghề. Đoạn trích dưới đây
thuộc chương 5 của tiểu thuyết Số Đỏ, nhan đề của chương đã được lược bớt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tóm tắt câu chuyện này nhé. Cụ tổ mà vẫn cứ sống sống mãi dù đã ngoài 80, thế thì bao giờ con cháu mới được chia gia tài? Thế nên đám con cháu chỉ mong hoài mong tới cái chết của cụ, là muốn mong ước đó thành hiện thực khi một tên lưu manh giả danh trí thức bước vào nhà nói cụ cố tổ biết thứ đạo đức xuống cấp của cô hoàng hôn cháu gái cụ tổ làm cụ tức chết. Việc này được diễn ra theo hợp đồng của Xuân với ông Phán chồng cụ cô hoàng hôn để Xuân quảng bá rằng ông Phán là người chồng mọc sừng sau cái chết cụ cố tổ. Các thành viên trong gia đình ngoài gia đình đều có điều để vui vẻ. Người chết được khám qua loa đem khâm niệm người việc cưới chạy tang cho Tuyết không suôn sẻ. Văn Minh hứa sẽ để Tuyết lấy chồng một cách danh giá. Sự vụ chuẩn bị đám tang bắt đầu nồng nhiệt vui vẻ. Người đưa giấy cáo phó, kẻ gọi phường kèn, thuê xe, những kẻ vô công rồi nghề cũng vui vì có việc để làm. Hai tên cảnh sát Minder, Mintoa được thuê giữ trật tự. Cô Tuyết trong chẻo đượm buồn thì mặc bộ đầm ngây thơ mời trầu đám ma như một ngày hội phục trang. Cả lối ta tàu Tây có kiệu bát cống, có lợn quay đi lọng, 300 cây câu đối, 300 người đi đưa, có lúc bốc soảng vu dích và vòng hoa. Cậu lưu manh xuân tóc đỏ làm cụ tức chết lại là người được khen ngợi nhiều khi chuẩn bị chu đáo tới 6 chiếc xe. Trên có sư chùa Bà Banh, xe nào cũng che hai lọng, hai vòng hoa đồ sộ. Một của ông gõ mõ mõ, một của Xuân len vào hàng đầu. Cậu tú tân tranh thủ không thể bỏ qua nhấn máy. Thế là đám ma được tiếng danh giá nhất. Bọn quan khách thì cười tình với nhau, bình phẩm chê bai nhau. Lúc hạ huyệt, cậu tú tân bắt bẻ từng người một để chụp ảnh. Ông Phán mọc sừng góc to hứt 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 bí mật dúi vào tay Xuân cái giấy bạc 5 đồng gấp tư đó. Nó nắm tay cho có người nom thấy. Vậy là mình vừa mới tóm tắt xong câu chuyện hạnh phúc của một tăng gia. Thì qua câu chuyện này thì chúng ta cần ghi nhớ là bằng nghệ thuật trào phúng sắc bén thì qua đoạn trích hạnh phúc của một tăng gia, Vũ Trọng Phụng đã phê phán mạnh mẽ bản chất giả dối và sự lố lăng đồi bại của xã hội thượng lưu ở thành thị những năm trước cách mạng. Thì qua câu chuyện này thì thấy được bản chất lố lăng đồi bại của xã hội thượng lưu thành thị những năm trước cách mạng tháng 8 năm 1945 và nghệ thuật trào phúng đặc sắc của Vũ Trọng Phụng. Vậy là video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Hẹn tất cả các bạn ở các video sau của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.